Thằng kia ngẩng mặt lên xem nào. Bố đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đi đâu thì nói với bố một câu. Thế bố ghét nhất là cái kiểu dối cha, dối mẹ, lừa trên, lừa dưới. Thế giờ mày định đi đâu? Thì... không vòng vo, mày định đi đâu? Bảo bố, bố tha thứ cho. Còn đi nét. Nụ cười đã tắt.